Okay, hello everybody. Now I'm taking water on Moto G Stylus. See water. Turn on. See. Turn on water. See. Turn on water, turn on. Các bạn thấy không, mình đang thử test cái máy của mình với nước mình đổ trên đây nè, mà mình bật phone lên cho nó thấy thấy hình phone chứ không giống, nó vẫn hoạt động bình thường, mình tưới nước vậy đó, nó hoạt động bình thường thôi, không có gì hết đó, thấy không, là phone. Bây giờ mình để đứng hả, để đứng rồi mình đó, cho các bạn thấy là vậy đó, thấy không? Giờ để đứng, mình tưới vô. Đó. Không? Đó. Các bạn thấy rồi. Nước của rất tùm lum nè, thấy không? Đó. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Đó, có gì đâu. Đó. Đó. Đó là như vậy đó. Đó. Như vậy đó các bạn, đó, thấy không? Đó. Đó, mình zoom lại nè, đó. Nó vẫn bình thường, nó là như vậy rồi, đó, thấy không? Nó không có gì hết, không bị hết. Good, let's go to rain, snow, everything is good. Ok, đây các bạn, đó là như vậy, mà khi mình test phone đó, mình thử nghiệm là phải bật lên cho họ thấy, chứ ai mà đem cái màn hình đang thui à, đó. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ.